quạt vậy. Em sắp chị Thơm rồi á. Mày cố cà ra để được chị Thơm rồi hả? Thảo tấn nạn lùng. Thật sự con lần trước còn không ấy, nhưng mà đây này đến toàn kiểu vết Thơm vết cấu cấu là ấy. Ừ, nên bị Thơm ấy ạ. Kiểu nặn nó không ra được vết máu ấy. Hay là ai đánh Thảo à? Chơi là như Uno này, mày không biết tiếng Việt chửi được người kia muốn chửi nhau thì nó ngu quá nào. Cái lũ chơi ngu à. Chơi nhỏ giỏ lên tí không được cộng tiền lắm. Mới bài hát này hay thật đấy. Chị nghe bài mới Đức Phúc chưa? Rồi. Bài này có cái thứ chị béo béo rồi đúng không? Subin. MV đáng yêu quá. Chị ơi, chị chơi cắn gọn lâu chưa? Chị chơi đến level 20 rồi hả? Chơi lâu chưa? Mới, Linh à? Nhưng ngày nào bọn chị cũng chơi. Thích nhỉ? Tối nào cũng chơi. Tự chơi, chơi với máy. Bây giờ không còn đam mê chơi với nhau nữa rồi. Nhưng mà chơi với máy làm sao mà hay được? Không, chơi với những người khác. Chơi với người khác thôi. Ôi, chơi hơi bị hay đấy. Chơi hơi bị ức chế. Được rồi, chế thật, chế thật mà. Bực lắm. Từ gần về đến nhà là còn bị đá ấy. Điên lên ấy. Thảo có biết là đứng vào những cái ô ngôi sao thì không bị đá không? Em biết rồi, hôm trước bạn em hỏi tại sao mà nó các em đứng với nhau mà không bị đá. Em bảo mày múa. Lau sạch đi xong rồi đưa cho bạn lấy thuốc mang về. Thuốc ở trên nóc tủ ấy anh ạ. Lấy rồi. Hay thật, bài này hay thật. Hai đứa đứng cùng nhau cũng không bị đá đâu Thảo ạ.
Ví dụ hai con của em đứng một ô ấy. À vâng, đúng rồi. Nếu mà một con của hai con của em đứng một ô, một con kia của nó nhảy vào được, nhưng mà một con của mình lên nữa thì con của nó sẽ bị đá. Ừ. Ít mụn thôi, nhưng mà thâm. Sắp rồi chị Thâm nó. Sắp rồi chị Thâm rồi. Mới cứ cào cái mặt mày tét lê ra. Tại lâu gặp chị nên mới phải cào mặt em ấy, chứ không em tự cả không cào. Nó lại còn lên mụn viêm nữa. Đúng rồi, em biết mà. Em biết hết. Em biết vậy rồi à? Em biết hết mà. Em biết thôi, chả biết làm thế nào nữa, em vẫn phải làm. Chị bật tạo này, bật tạo mấy hai nhé. Ra ngoài kia bạn, anh đưa thuốc cho nhá. Về bôi chị ngày hay là sáng tối. Rửa mặt xong xong rồi bôi một lớp mỏng thôi. Ừ, nó là dạng serum nên là em cứ bôi. Không, không phải bôi gì cả. Chỉ bôi cái đấy thôi. Đến ngày thứ 3 thì mình mới dùng các sản phẩm bình thường rồi nhá. Như sữa rửa mặt, tẩy trang các thứ ấy. À nhưng mà em chỉ em có cái kem bio tím ấy. Bio tím dùng được. Dùng được, được. Không, bio tím dùng được. Bio tím phục hồi dùng được. Em bôi hết serum xong em bôi bio tím nhá. Theo em xem này, hello chị Theo. Thắng. Quan chơi cá chát Việt Nam gì mà có một người ẩn ấy. Thì xong rồi nó hỏi em à nam hay nữ, em bảo nam một phát nó cửa chuyện đã kết thúc. Chết thằng chiêu gái được đấy. Mặt béo cười quá. Chiêu được mà chiêu chuyện này vui lắm, một cười nó không biết mình là ai mà. Tôi đi chiêu gái đi. Không, bọn chị có sở thích chơi chó. Ôi ngày xưa em hay chơi chó cực. Bọn chị bây giờ vẫn đi chơi chó. Đi chó nó đuổi nó chạy té khói. Như là ở khu này nhà chị có mấy con chó cảnh ấy. Xong là cứ kiểu người ta ra xuống này, xong một nút quay vào xong chê con chó. Nó có sợ không? Nó sẽ chạy loạn lên ấy. Chạy chạy loạn lên cắp đít chạy sủa hoảng loạn. Con đấy cũng rồi chỗ nhây nhây ấy. Đứng cạnh chủ thì vênh váo. Đứng xa xa mà xem. Bọn chị quay vào bọn chị dọa cho. Ui nhỉ. Thật đấy trộm xoài không? Có. Ở dưới kia chả chị có mấy cái xoài thì đem dép rồi nhỉ.